bà cả đó chơi bà luôn. 11 bà vợ bên đây ngồi bên đây nữa nè cho đủ bộ. Bà vợ lâu bên nữa, bà lâu lâu rồi lên. Bà vợ già lắm, bà vợ kia già lắm hả? Dạ ông cô ha. Dạ ông mấy má mày luôn. Đi không nổi luôn hả? Vậy sao bà bơi xuồng đây được? Bà bơi xuồng hay lâu. Tôi đâu chấp nhận được mà. Cái gì? Không chấp nhận hả? Hồi nãy mới nói miễn cưỡng chịu đi hả? Mới nãy cô nói miễn cưỡng chịu, bây giờ nó không chấp nhận là sao ta? Cái anh này đâu phải là con của cô đâu mà làm xui. Ừ. Đâu phải con dễ mà. Dễ gì đâu phải con đâu. Con dễ. Quan trọng là con gái chịu được rồi hả con hết chị? Con gái trưởng kìa. Gái trưởng chịu là được rồi. Như bà lớn Thì lần trả lấy có thú anh nè. Có thú gần đầu thú rồi. Đưa anh đứng. Rồi. Coi gì anh cũng đào hoa hơn em luôn á. Không với hai bà đào hoa thôi, không cãi nhau ha. Cũng như bà lớn với bà nhỏ nè, anh thấy anh làm mà nào cảm giác nó dữ hơn. Bà nhỏ cảm giác hay hơn. Tại bà nhỏ bà mới ha. Cái máy cũ rồi. Bà lớn là cũ rồi. Rồi. Nói gì không sợ bà lớn buồn hả? Buồn mấy gì? Tại bà chấp nhận mà chẳng gì. Bà đi kiếm về cho ổng mà. Chẳng lo cơm nước phục vụ rồi. Kích gịch không anh? Mới đầu gì kích gịch không? bà lớn chắc lỏng le ha. Đó mà, mẹ con đứa con xuống đây. Dạ bà mày không nghe không? Tên gì quên này? Anh Dũng, Dũng. Thầy quê, tên nhí. Bà lớn nè, trời ơi. Bà Dũng ơi, lớn cao đó. Hết. Bà lớn là lỏng le hả? Bà nhỏ cao quá. Tự giờ ông nói là kích gịch á. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ừ, bà vợ nói nó kìa. Bà vợ nghe bà vợ nói chưa? Hai ba là chồng mà kích gịch rồi. Bà vợ nói ba là chồng mà còn kích gịch. Ba là chồng, hai đứa con. Ba đứa con rồi. Kích gì? Mà vẫn còn ghiên. Kích gịch. Ông nói kích gịch đó. Vậy ba đứa con, đứa nữa đâu? Còn đứa nữa đâu? Cha nó bắt đem về ngoại rồi. Bà nó bắt đem ngoại ha. Đứa đó là trai hay gái? Gái. Nhiêu tuổi rồi? Không nhớ luôn. Đem về ngoại rồi. Cha nó đem về ngoại ha. Vậy là chắc bà vợ biết gì bà nói lỏng le đó. Không có cái gịch. Bà nói sao nói. Nhưng mà mình đã được rồi ha. Mình thích là được rồi ha, vui rồi. Con ghệ cũng xứng đáng ha. Ghệ dữ. Ở đây nó nói chứ, này ta nó biết nặng dữ lắm. Ừ. Không ai chấp nhận chưa ha. Không ai chịu. Xuống đây là con. Thắm. Mấy không? Là thắm bạn nhỏ nhỏ đó hả? Con vợ nhỏ ha. Con vợ lớn. Vợ lớn. Gái đó, gái con của anh đó. Thắm. Bị bệnh phổi đâu rồi? Phổi. Giống như bệnh đau á, bệnh đau á. Bị lao á. Bị lao, lao phổi. Bị lao. Con ăn uống hoài mà lớn cũng dữ lắm. Không có sổ lãi nữa không? Có mà nó cũng vậy à. Có ha. Lớn không nổi ha. Nó ho nhiều cái là nó chảy nước mắt luôn á. Ho vậy ha. Dữ gì ta? Bệnh không có đi chữa bệnh hả? Có đi mà kiếm thuốc cho đủ đó, mua thuốc rồi đủ đó. Rồi bác sĩ nói sao anh? Bác sĩ không, nó yếu phổi gì đó. Yếu phổi gì đó ha. Vậy là bị lao phổi. Yếu gì vậy? Vậy là nữa đâu có chồng con gì được đâu. Gì đâu làm xui ha. Tưởng đâu được làm xui cho này nè. Nói kìa. Giờ mẹ nó không chịu rồi, giờ tới con luôn. Đó, phái cờ rồi đó. Chịu không? Chịu không gửi không? Coi được không? Được ha. Sẵn trai chứ không? Cái gì mà nói vậy, ở anh lại dắt mấy cha con vợ chồng cái lên chiếc xe ba gác rồi đi luôn á. Nó sống mình nó luôn à, năng chồng nào quay được chứ á.
Gấp mà sắm chiếc xe xe làm á. Có chiếc xe lôi là chạy quay ngon. Mà ghét lắm. Chở gì chẳng có. Đi vòng vòng thành phố luôn. Đạp dài dài tới thành phố vừa đạp vừa quay tới đâu nghỉ quay tiếp. Ở lên này chùa chó rồi mới vòng về. Cái này mà cái này dắt ông này lên ông thầy chùa cái dắt. Không dám không biết cái gì vậy cứ bốc như vậy chơi nhau. Để nó mới phụng đi kìa. Trời ơi đứa nó gặp. Biết lỗi không con? Đây cuộc sống của gia đình đại gia đình một chồng hai vợ nè quý cô chú anh chị, nè có ba đứa con nè, đó, giờ đó là bà mẹ vợ, rồi vợ lớn, vợ nhỏ, rồi ông chồng. Bị gì vậy? Lội một ngày ở ngoài đồng là có như thành ba ngày. Lội không nổi luôn. Lội không nổi luôn ha. Trời có khi được lên mà mẫu nằm luôn, nằm xả tay cho mẫu. Dạ. Đi mặn mụn rồi mới có đồng tiền sống mua cái này cái nọ cho vợ con rồi. Chỗ anh ở cũng hóng hát ha, ở Trần Dứ ha. Chờ cho mướn hả? Ở dưới gầm cầu nha, ở trong ở tầng trên cho mướn cho xe chạy phải không? Cho mướn cho xe chạy tới dừng luôn rồi dưới hả? Ở tầng dưới nó mát hơn tầng trên ha. Nếu mà mưa lớn là nó tạt vô dữ không? Không. Cũng không ha. Thằng che hết trơn à. Dòng thầy vậy là con không vô. Đây là vợ vợ nhỏ nè nha. Bà nhỏ nè, bà nhỏ của bộ vui quá vậy ta. Cao. Bà nhỏ này biết hát hay gì không bà nhỏ? Không. Biết nhảy phải không? Đập lên nè, ngồi nè. Ôi trời cơ kìa. Đập lên. Nghĩ vậy à? Thấm à. Tôi lại xích đu kìa, lại xích đu kìa. Bây giờ anh ngồi chính giữa, hai bà ngồi hai bánh xe hai bên coi. Chụp cho mình ơi. Quá đã rồi. Ôi ơi. Ước ao được như như vậy nè. Quay mặt qua đi. Đổi đầu lại cho khán giả thấy được gia đình mình hạnh phúc hạnh ha. Rồi mày sợ đó mà vợ ngồi dính giữa. Rồi vợ ngồi dính giữa. Rồi cô vợ ngồi lên đùi nè. Rồi ngồi đây đây nè. Ừ. Hai vợ lên đùi ngồi một cái đi. Ừ. Qua đây nè. Nó trâu. Ôi. Mặt ra nghiêng quá vậy. Anh đút đầu ra. Ôi ơi, sao kìa. Dạ thưa các bạn, đây là bộ phim Gia đình hạnh phúc phiên bản Việt Nam nha quý vị. Bà vợ ngồi được không? Một chừng bà vợ té. Ngồi được mà. Gia đình phải câu hai tay câu vô rồi. Ừ. Rồi. Ừ. Rồi rồi, hai chị bước xuống xài đồ ẩm giờ đó. Hai chồng hạnh phúc quá. Ba vợ chồng chứ lộn. Cái này kêu là gì? Hai vợ chồng, hai vợ một chồng. Đây kêu là ba người. Rồi bắt đầu. Chuẩn bị nhận quà nghe. Rồi có quà luôn hả? Có quà luôn chứ. Rồi rồi. Diễn mới được. Nay vui quá trời vui rồi. Đây đây rồi, quà tới kìa. Quà luôn. Rồi một gạo cho bà lớn và bà nhỏ. Bà lớn bà nhỏ chung luôn. Bà này cho bà nào? Bà nào cũng được hết. Hai bà. Chia ra luôn ha. À chia ra. Dầu ăn nước mắm và nước nhạt đường. Dạ. Sữa nữa kìa. Sữa luôn nha. Dạ dạ. Muối đầy đủ hết. Dạ. Ngon lành chưa? Rồi giờ ra quán nước hay gì? Thôi khỏi. Có quán ngồi không? Đi qua ngồi ngồi nước luôn đi, quán rồi. Quán ta đóng cửa rồi, đâu có vô được. Không có ngồi đi đi, ngồi đi. Ngồi đây cho mát đi.
Rồi tối rồi nói chung là gia đình này không ai được chưa mẹ ha. Gia đình hạnh phúc này nha. Chị ở đảo ngồi vô đây cho đẹp nè. Thích vô chị ngồi giữa. Đúng rồi. Đó, quá đẹp luôn. Này lưu giữ khoảnh khắc này nha. Cả nhà cười lên nè. Ở đây là có mình ảnh là có hai vợ đó anh. Có mình ảnh là có hai vợ đó ha. Đâu có ai hai vợ. Đâu có ai hai vợ đâu trời. Có mình ảnh có hai vợ đấy ha. Không hai vợ thì chắc có lẽ cũng nhiều. Nhưng mà cái quan trọng rằng sống chung với nhau thì chắc không có rồi. Có bằng mình ảnh thôi. Ở chung là hai người ở chung rồi đó. Sống chung nhà còn ngủ chung giường luôn nữa. Chung luôn. Mới ghê chứ. Nằm chung luôn. Còn phân công ra nữa mà. Có. Bà này là nấu cơm với giặt đồ, còn bà kia đi làm mướn gì à. Còn ổng ở nhà dịp giò. Lắm. Cũng đi bằng dễ dễ vậy. Anh mận gì anh? Đi lụm mũ rồi vòng vòng ở dưới sông được. Dạ lụm dây chai ha. Dạ. Nghèo khổ mà phải đi làm rồi. Dạ. Thường thì có con vợ gì khi mình còn lo còn không xong nữa thì hai vợ luôn ha. Mà thêm bé nó cũng bị hơi bị kém phát triển nữa. Mà ngược lại là con vợ lớn đi kiếm mà nhỏ thì ổng mới hay nè chứ. Ngày ra tự bà lớn đi kiếm cho bà nhỏ. Bà lớn đi kiếm cho ổng đông chồng. Bà nói là bà đi làm về mà không nấu cơm trong nhà đó, phải đi kiếm một người ở nhà làm. Vậy tính ra chị này là hay chứ bộ. Bà nhỏ khoái cười vậy kìa. Nói là làm liền chứ không có để mà. Dạ, chị tìm bà nhỏ đâu vậy? Ở con của mình á. Bình Định thôi. Ở đâu trong Vinh Vinh số 5 à, lúc đó chị gặp bà ở đâu? Bạn của chỗ này. Gặp lúc... bà đi lang bang mà lộ hay gì? Mình coi ở trong mình nha. Mà lúc đó là chị hỏi sao bà phải chịu? À, lúc đó có dẫn ông này ra chung không? Lúc đó chưa dẫn ông này ra thôi hả? Chứ là hỏi bà này chịu luôn hả? 3-4 bữa nay à. Mấy bữa rồi? 4 bữa 3 nữa. 3 bữa ha. Vợ hoài. Lâu chưa? Ở lâu chưa? Lâu rồi. Mấy tháng rồi? 3-4 tháng rồi. 3-4 tháng rồi ha. Hỏi chị này nè. Mấy tháng vậy? Mới ra đâu? Mới ra đây nè, 3-4 bữa vậy nè. Nhưng mà quen nhau lúc trước là cũng lâu đúng không? Mới về chung một nhà là 3-4 bữa. Rồi bây giờ chị có quyết định là sống gắn bó lâu dài với anh Dũng không chị? Quyết định là phải nói nghe rõ ràng nghe. Ở luôn không hay là đi? Không đi đâu hết. Không đi đâu rồi ha. Ở với anh Dũng ha. Bây giờ trước mặt mọi người nè, hứa là không có đi phải không? Còn không có cái này. Không bóng cái gai. Ôi ơi. Bà kia nữa mới điều. Chắc là đóng dấu. Dạ đó. Hai bà hung là chụp lúc đi. Hai bà hai bên lượt nè. Hai bà hai bên nè. Hai bà hai bên lượt. Vô. Vô. Ơi bên nào phê hơn? Trước đến nay hai bên nước Việt Nam ngon hết. Đó, anh thấy bên nào ngon hơn? Bà này ngon, bà kia ngon. Bà nào cũng ngon hết. Bà ngon chứ ha. Dạ. Còn bà vợ? Bên cái găng trượt bà không dám đâu. Không dám ha. Cái đâu nó bà dạ ngon chứ. Con gái của anh đó mà. Con gái của anh nè. Già quá mọi người. Mới có 24 tuổi mà vậy đó. 21. 21 hả? 24. 24. 24 tuổi. 24 tuổi. Mà bị bệnh lao phổi. Giống như bị bệnh đau hồi nhỏ. Đây lội vô đó gần không? Nó chậm phát triển. Chậm lội bộ vô chống chơi luôn được không? Được ha. Đi vô nhà bà vợ chứ luôn. Gần không? Nắng này là biến đi quá nhất cái đầu. Bà nó gần nắng gì? Đây rộng cả cây số. Trời ơi, đây rộng lâu. Thấy không? Chơi. Rộng lẽ bỏ bà này đây. Sách này vô trống lên chút mình đem gì á? Đâu được. Bỏ gì bánh mà được. Cho đưa đường bé này đem gì bánh đi. Đưa nhỏ đem bánh đi. Con đem bánh đi con. Đi vô nhà bà vợ chơi nè. Đi. Chạy sao vô lạnh vô trống cũng được luôn á. Đông quá sao đi hết. Đeo lên con xe chú. Đeo lên. Con xe à. Bộ đi. Rồi xách bánh đi con. Bánh nước uống đi. Đây. Rồi bây giờ vô nhà bà vợ chơi phải không? Giờ đi thăm nhà bà vợ lớn nha. Coi cuộc sống nhà bà vợ lớn thế nào. Chị khóa chè, hôm nay chị chè muốn kìa.
Hãy ra ra. Đi vô nhà này vô nhà của bà và vợ thăm thăm bà và vợ lớn. Thăm bà vợ lớn nghe nghe nói cũng có học một đứa em bị bệnh nữa, bệnh tâm thần nữa. Con riêng đem về. Ờ bà vợ lớn cũng lò bộ đây ha. Đi có lính đi giờ có lính hộ tống hả? Thôi đi rồi nè, đi bệnh nè. Bà vợ lần trước kìa. Ta có hai vợ thẳng thôi, không có gì cự. Giờ đang vô nhà của bà vợ vợ lớn nha. À, bà vợ lớn là cái người nội nội nón xanh đó. Nội nón xanh. Ừ. Đại gia đình luôn rồi. Rồi xe luôn anh em ơi. Đi quá trời lính theo rồi. Ba giờ giờ lớn. Rồi xong rồi tới xuống nhà vợ, vợ nhỏ. Yếu rồi. Sức khỏe yếu rồi. Thấy chưa cô? Chưa nữa hả? Còn xa lắm hả? Rồi còn tới cây gữ số nữa lận. Không tới hả? Đóng đại gì mà. Bà vợ lớn đi hết nổi rồi, còn bà vợ nhỏ sung sức quá trời mà. Ai thôi đó không hỏi là đỏ rồi, một đứa. Đúng. Mẹ sao đi tuốt rồi sao mẹ? Ừ. Cái cua tới nhà bà vợ ha. Qua đây nữa.
Ở biết đây chứ không phải biết 2 giờ hả? Không. Vậy. Chuyến này là hết dấu luôn rồi. Hết dấu rồi. Bữa này là biết 2 giờ hết rồi. Giờ đi tới đâu cũng biết anh Dũng nhân nên nổi tiếng à. Có thiệt hả? Trước giờ quen nhiều hả cô? Bây giờ hiện tại là con nhỏ cháu tôi với ba đẩy ta. Hả? Cái gì là cái người đó là cháu của cô đó hả? Vậy lớn hay vô nhỏ? Lớn á. Vậy lớn là cháu cô. Bởi vì tôi lên thấy ông này chút nữa ngày mai thấy có anh này. Vô quay nhà ông già vợ nè. Vô nhà già vợ ông. Sao hả? Đó thấy chưa? Kìa. Không ăn thôi. Cái chuyện đó bị nghiêm. Giờ ông chưa ăn kìa. Đó. Đó. Tới cơn rồi đó. Rồi rồi xong coi vợ nhỏ nhỏ ăn chưa hả? Dạ nó không ăn nó hồi sáng vợ nó không chịu ăn. Không chịu ăn hả? Đói rồi. Rồi. Không ăn có đi nữa rồi.